Hello, chào các em nha. Mà Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho em và một cặp loa Made in England nha em. Loa này sẽ đến từ thương hiệu của B&W và tên model là 203Y nha anh em. Đây là cặp loa cột cho anh em. Nó sẽ trang bị ta là hai bass và một loa trap nha anh em. Và giải bass của này nghe mà nó rất là lực, rất là bùng nổ đây mà. Đập bao phê cho anh em. Và đặc biệt là con này ở một phân khúc giá bình dân thôi, nhưng mà rất dễ dàng để cho anh em tiếp cận. Dòng này được sản xuất vào khoảng năm 1995-96 nha anh em. Đây mà em cần xem chi tiết về cặp loa này. Là hàng mà mình vừa vào cho anh em. Và hình thức rất là mới, đẹp keng anh em. Đây, cái này sẽ trang bị chúng ta là hai loa bass cho anh em, một loa jack. Này nó sẽ có thiết kế là thùng gỗ cho anh em, rất chắc chắn đây mà. Trọng lượng một loa là khoảng là 9kg cho anh em. Đây mình quay chi tiết cho anh em xem góc cạnh của loa. Đây con này mình về hàng hình thức còn mới, vuông thành sát cạnh cho anh em, cầm khoảng là trên 90%. Đây là tem của trong sản phẩm nha anh em. Đây, cái model 203Y, đề số series nha em. Con này nó đặc biệt, nó sẽ có số series liền kề nha anh em. Đây 008503, 008504 nha anh em. Đây, thiết kế tem trong sản phẩm này của nó cũng là rất đặc biệt nha anh em. Đây, thiết kế những đường viền nó rất là bắt mắt nha anh em. Con này là hàng được sản xuất là Made in England nha anh em. Chính hãng tại Anh Quốc nha anh em. Đây. Đây là hai cái loa bass nha anh em. Đây gân về thì mình bao riêng cho anh em chơi cho. Rất là rất mới, rất là đẹp. Đây loa chép dom nha anh em. Chép con này nghe nó rất là bén, nhưng mà đây loa trap, đây hai loa bass, đây mất kem nha mày. Còn bên đây là ê căng của cặp loa này nha anh em. Ê căng con này thì bằng vải lưới và phía dưới nó sẽ có in logo thương hiệu của B&W nha anh em. Và ở căn này nó sẽ có một cái khung nó rất là đẹp cho anh em. Và bản lưới này anh em có thể nhìn xuyên qua và thấy được cái khung cho anh em. Trời, thiết kế mà đặc trưng của dòng sản phẩm đến từ thương hiệu của B&W rồi nha mà. Thiết kế của cái khung của B&W là phải rất là ngầu. Đây mình ướm thử cho anh em cùng xem. Đây, nó sẽ có hai cái ơ căng cho anh em. Một cái ơ căng ở phía trên, một cái ơ căng ở bên dưới. Đây, có thể còn có một cái e căng nữa anh em, tương tự. Đây, phía dưới là khung nha anh em. E căng này nó sẽ để ở bên dưới anh em. Đây, rất là đẹp anh em à. Và phía dưới này nó sẽ có một cái ổ hơi nha anh em. Con này thì nó sẽ có độ nhạy 90 decibel nha anh em. Anh em có thể mà dễ dàng mà phối ghép với âm ly. Và tần số nó là 95W trên một loa nha anh em. Anh em có thể mà chơi những âm ly tầm 100W trở lên thì đánh với cặp loa này rất ok rồi. Nếu mà anh em chơi những cặp loa âm ly ví dụ như là Bellmaster, những cái dòng mà vừa đời thấp thôi, giờ 901 hay là 1001 hay là 2000 thì vẫn chơi rất là tốt bên những cặp loa đến từ thương hiệu của B&W nha anh em. Mình test tiếng nghe và nó rất là hay. Và bây giờ mình sẽ vào ngay bài test sức âm của cặp loa này, mời anh em. Like a fool.
chất âm của cặp loa BNW-203Y. Anh em thấy là tiếng bass này tái tạo lại nghe rất là chính xác cho anh em. Bass đập và nó rất là mạnh. Chưa kể nó trang bị chúng ta cả hai loa bass nữa mà. Nên tiếng cho ra nghe phải rất là phê, đập thình thịch. Anh em nào mà chơi những bản nhạc nhanh hay những bản nhạc xấu, cho anh em chơi nhạc sàn thì con này vẫn là hết tuổi chơi rồi, nhưng mà đơn giản anh em nghe bolero thôi, anh em chơi tái tạo và cái giọng ca sĩ nó nghe rất là hút nha anh em, đánh giá rất là cao sức âm của cặp loa này. Rồi em thấy sao về tổng quan trong sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn em sẽ những video lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.